trước ngày khởi tranh giải vô địch vô địch nam thế giới 2023, các đội tuyển có thời gian tập luyện, gặp gỡ và giao lưu tại phòng tập câu lạc bộ võ thuật quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Các võ sĩ đều rất hân hoan, phấn khởi khi được trở về cội nguồn Việt Nam, nơi khai sinh, hình thành, phát triển của vô Việt Nam thuộc võ đạo. Trên tiến trình lịch sử 85 năm hình thành và phát triển, vô Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vô Việt Nam là môn võ truyền thống có nguồn gốc từ Việt Nam. Vì vậy, tôi rất phấn khởi khi giải vô địch thế giới năm nay được tổ chức ngay tại Việt Nam. Một giải đấu đang rất được mong chờ, vì ngày khai mạc giải cũng chính là ngày vô Việt Nam được trao chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tôi là hào vô Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Với truyền thống tôn sư trọng đạo, giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay, về nguồn cũng chính là dịp đặc biệt để các môn sinh vô Việt Nam trên khắp thế giới thực hiện nghi thức hành lễ, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến các tiền nhân có công sáng lập ra vô Việt Nam Việt võ đạo. Khi mà tổ chức vô Việt Nam ở tại Việt Nam mà là giải thế giới, đó là một niềm tự hào. Khi mọi người về đến Việt Nam thì trên tinh thần hướng tới thành tích cao nhất, tụi em vẫn hướng thêm một cái tinh thần là phải lan tỏa được văn hóa Việt và quảng bá đến bạn bè quốc tế về những gì tốt đẹp nhất của Việt Nam. Trong giai đoạn hội nhập, những sự kiện võ thuật được tổ chức với quy mô lớn không chỉ giúp các tuyển thủ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là nơi giá trị tinh thần vượt võ được tôn vinh, là nhịp cầu quảng bá cả đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chúng tôi đến đây tập luyện và được các bạn đón tiếp rất nồng nhiệt. Chính sự nhiệt tình ấy đã khích lệ rất lớn tinh thần thi đấu của chúng tôi. Tôi mong giải đấu sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một giải đấu thế giới. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả chúng tôi đều rất phấn khích và mong chờ giải đấu chính thức khởi tranh. Giải vô địch vô Việt Nam thế giới năm nay có sự tham dự của hơn 35 đoàn đến từ 4 châu lục: Á, Âu, Châu Phi và Châu Úc. Lễ khai mạc giải sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai 24 tháng 11. Các vận động viên sẽ tranh tài 44 bộ huy chương ở nội dung quyền và thi đấu đối kháng đến hết ngày 30 tháng 11. Tất cả các võ sĩ đã sẵn sàng. Germany Sun Tseng. France Sun Tseng. Italia Sun Tseng. Romania Sun Tseng. S'il vous plaît.